Tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ triều cường kết hợp mưa lũ đầu nguồn tràn về. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, trên khu vực Biển Đông, triều cường có xu thế tăng và đạt đỉnh vào ngày mai 19 và 21 tháng 9. Theo đó, đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc trong kỳ triều cường nửa cuối tháng 9 năm 2024 sẽ tăng do mưa lũ thượng nguồn tăng, kết hợp triều cường cao, kỳ triều cường giữa tháng 8 âm lịch. Khả năng lũ sẽ đạt đỉnh từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Tân Châu, dao động ở mức 3 đến 3,2 m, cao hơn năm 2023 từ 0,07 đến 0,27 m. Đáng chú ý, đỉnh lũ tại trạm Cần Thơ dự báo đạt mức từ 2,05 đến 2,15 m, vượt mức báo động 3. Đỉnh lũ tại trạm Mỹ Thuận dự báo đạt mức từ 1,95 đến 2,05 m, vượt mức báo động 3. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cảnh báo nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng do triều cường kết hợp mưa lũ trên các khu vực có địa hình thấp trũng thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9. Các địa phương cần lưu ý rà soát các tuyến bờ bao sung yếu, các tuyến mới đắp và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời. Đối với các tiểu vùng thủy lợi có công trình bờ đê bao thấp như trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và Kiên Giang, cần theo dõi chặt chẽ dự báo mưa và diễn biến thủy triều để có phương án vận hành tiêu thoát nước kịp thời. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu trong nhiều ngày qua, trên địa bàn thành phố Phú Quốc có mưa nhiều và kéo dài đã gây ngập cục bộ ở một số khu vực. Chính quyền thành phố tiếp tục hỗ trợ người dân ra khỏi vùng bị ngập. Thông tin từ phóng viên Hoàng Dung. Hiện tôi đang đứng tại tổ 10 ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa trong những ngày qua. Thì như hiện nay tôi đang đứng thì cái mực nước đã cao hơn đầu gối và vào sâu bên trong thì cái mực nước sẽ cao tầm 1m đến 1,5m. Để đảm bảo an toàn cho người dân thì ngày hôm qua và hôm nay chính quyền thành phố Phú Quốc cũng đã huy động lực lượng di dời các hộ dân ở vùng bị ngập ra nơi an toàn. Sáng nay trên địa bàn thành phố Phú Quốc vẫn còn mưa, một số khu vực vẫn còn ngập, có nơi bị cô lập trong vùng trũng thấp. Trước tình hình trên, chính quyền thành phố đã đến kiểm tra và cử lực lượng chức năng túc trực 24 trên 24 giờ hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Trước tình hình mưa bão kéo dài, bà con trên đảo cũng đã tổ chức nấu và phát hàng trăm suất cơm cho bà con trong vùng bị ngập, đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Theo dự báo, trong 3 ngày tới, trên địa bàn thành phố Phú Quốc có mưa vừa, mưa to và mưa rất to trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, thì chính quyền thành phố Phú Quốc cũng đã tuyên truyền, vận động, di dời, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.